chào bà con và quý khán giả đang đón xem bản tin 365 ngày chuyển động của chúng tôi. Lâu nay thì chúng ta đều biết đến Lâm Đồng là xứ sở rau hoa, vùng cao nguyên có khí hậu mát mẻ, làm say đắm biết bao du khách mỗi dịp đến đây. Bây giờ đến với Lâm Đồng, chúng ta còn dễ dàng bắt gặp những vườn cây ăn trái sai triệu cành. Nhà vườn đã chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Xem bản tin 365 ngày chuyển động, chúng tôi luôn cập nhật giá cả, tình hình sản xuất và những mô hình của nông dân Lâm Đồng và các vùng miền. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin hôm nay. Vào mùa bơ ngoại, các giống bơ Hass, Gem, Pinkerton ở Tây Nguyên giá cao, có tiềm năng xuất khẩu. Cam canh, rổ sắt giữa đất cà phê Lâm Đồng. Vườn rau sạch tại Đồng Tháp thu hút khách du lịch Anh ghé thăm và rất thích thú. Cây mai hoa đăng cho thu nhập hấp dẫn cho nông dân miền Tây. Thưa quý khán giả và bà con, vào thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi sẽ chuẩn bị vào đàn mới để đón Tết. Và hiện nay, giá gà ta như thế này ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tăng bình quân khoảng 5.000 đồng một ký so với cách này hơn một tháng. Và đó cũng chính là niềm vui với những kỳ vọng giá gà Tết tiếp tục khởi sắc. Ghi nhận nhanh tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh như Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, gà ta bán cho thương lái ở mức 90.000 đến 95.000 đồng một ký. Gà ta làm sẵn tại nhiều chợ có giá bán từ 120.000 đến 130.000 đồng một ký. Gà ta tăng giá do nguồn cung có phần hạn chế, vì thời gian qua người dân tại nhiều địa phương giảm nuôi và thời điểm này người dân nuôi gà cũng hạn chế bán ra, chờ bán vào dịp lễ Tết để mà bán được giá cao hơn. Thịt gia cầm làm sẵn được bán tại chợ Nhà Lồng 3, trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Riêng giá thịt gà công nghiệp và nhiều loại dịch vẫn bình ổn do nguồn cung dồi dào, sức mua ít biến động. Giá gà công nghiệp nguyên con làm sẵn tại nhiều chợ ở mức trên dưới 40.000 đồng một ký. Dịch ta làm sẵn 70.000 đến 75.000 đồng một ký. Dịch sim làm sẵn 95.000 đến 100.000 đồng một ký. Thưa quý khán giả, thị trường cá thác lát cườm tại Hậu Giang đang biến động theo chiều hướng tốt cho người nuôi. Vì thế, lúc này thì anh Sơn Hiền và quý khán giả cũng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ tại những hộ nuôi cá thác lát cườm ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Vâng ạ, và do nhu cầu tiêu thụ của cá tại các chợ đầu mối cũng như là nhu cầu thu gom cá của các thương lái tăng mạnh, cho nên là giá cá thác lát cườm thương phẩm tăng cao, cụ thể như sau. Hiện nay, các tiểu thương thu mua cá thác lát cườm có trọng lượng 400 đến 500 gram một con với giá lên đến 86.000 đồng một ký, còn 250 gram cho đến 300 gram một con giá 67.000 đồng một ký, tăng 15.000 đồng một ký so với cách đây 2 tháng và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Một hộ nuôi cá thác lát ở xã Vĩnh Tường nuôi trên 1.000 con cá thác lát cườm trong dèo, đạt trọng lượng bình quân khoảng 250 đến 300 gram một con. Nếu như bán vào thời điểm này, lời khoảng 20.000 cho đến 30.000 đồng một ký. Một số hộ thì vẫn tiếp tục nuôi thúc để cận Tết xuất bán. Ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, rắn ri dôi thương phẩm được thương lái thu mua với giá 450.000 đến 500.000 đồng một ký, tăng 100.000 đến 120.000 đồng so với tháng trước. Với giá này, đối với hộ có sẵn con giống thì sau khi trừ chi phí sản xuất, lời 250.000 đến 300.000 đồng một con, trọng lượng 1 ký. Thời điểm này, rắn ri dôi tăng giá là do hiện nguồn cung thiếu, sản lượng rắn ri dôi ngoài tự nhiên không nhiều. Đối với rắn ri dôi giống thì giá dao động từ 60 đến 100.000 đồng một con tùy trọng lượng. Cũng thông tin nông nghiệp liên quan miền Tây, chúng tôi sẽ dành thời gian giới thiệu một vài mô hình nông nghiệp gắn với du lịch của nông dân Đồng Tháp. Dân thưa quý khán giả và bà con, có một vườn rau an toàn sản xuất sạch ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa được du khách nước ngoài ghé tham quan. Không chỉ đoàn khách này mà thời gian gần đây, nhiều đoàn du khách nước ngoài cũng đã đến tham quan vùng sản xuất hoa màu an toàn này. Và điều này một mặt mở ra một cơ hội mới làm giàu cho nông dân, nhưng qua đó cũng cho thấy được xu hướng du lịch hiện nay như thế nào. Đúng là du lịch canh nông đang rất là phát triển. Bà con cùng chúng tôi tham quan mô hình này ngay bây giờ đi ạ. Đây là đoàn du khách nước ngoài gồm 14 thành viên đến từ nước Anh. Đến đây các du khách này được tìm hiểu về quy trình sản xuất rau an toàn của người dân xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, từ cách gieo trồng cho đến thu hoạch và sơ chế để xuất bán ra thị trường. Trong chuyến hành trình tham quan các xã Cù Lao, huyện Hồng Ngự,
Đoàn còn đến tham quan làng nghề dệt choàng trên 100 năm tuổi ở xã Long Khánh Nam, tìm hiểu đời sống của người dân nơi đây. Được biết đây là lần thứ 10 từ đầu năm 2018 đến nay, đoàn đã đến tham quan du lịch tại các xã Cù Lao trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tham quan sông nước, tìm hiểu các hoạt động sản xuất và đời sống của người dân xứ Cù Lao. Kính thưa bà con và quý khán giả, du khách đến đây tham quan và mua hoa kiểng cũng đang chú ý đến cây mai hoa đăng. Khi mà nghe qua tên này thì chúng ta đã thấy nó sang trọng và may mắn rồi đúng không chị Quỳnh Loan? Dân đúng là như vậy. Và theo người dân thì loài hoa này khách mua nhiều vì tượng trưng cho sự may mắn, hoa đẹp, cây ra hoa nhiều đợt trong năm và hoa lâu tàn. Có thêm một loại hoa kiểng mới sẽ mang lại thu nhập khá cho một số bà con nông dân ở làng hoa Sa Đéc. Cây mai hoa đăng có nguồn gốc từ Hà Lan và có tên gọi khác là mai Hà Lan. Cây có hoa màu vàng như hoa mai, hoa mọc thành chùm. Mỗi nhánh cây sẽ cho ra một chùm hoa. Do đó, người trồng tạo tán càng lớn thì hoa càng nhiều. Cây được trồng bằng phương pháp chiết cành, khoảng 4 cho đến 6 tháng là có thể bán. Cây mai hoa đăng thường nở rộ vào dịp Tết, hoa nở kéo dài hơn 1 tháng nên thường bán rất chạy vào dịp Tết đến xuân về. Anh Huỳnh Khoa Học ở ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, chuẩn bị cho vụ hoa Tết này, anh trồng khoảng 7.000 cây. Hiện cây đang phát triển tốt. Hiện tại giá bán mỗi cây mai hoa đăng là từ 80.000 đến 130.000 đồng, tùy vào số lượng bông và độ lớn của cây. Với giá bán này, sau khi trừ chi phí, anh dự kiến sẽ bỏ túi hàng trăm triệu đồng. Di du miền Tây đã có nhiều điều thú vị, và rồi khi mà đến với Lâm Đồng, xứ sở sương mù sẽ còn nhiều điều thú vị, rất đáng học hỏi. Bởi vì ở đây thì có nông dân tỉnh này đang chuyển đổi mô hình hiệu quả. Và muốn biết cụ thể thì xin được mời anh Sơn Hiền cũng như là quý khán giả, chúng ta cùng theo dõi tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển ngày hôm nay. Thưa quý khán giả và bà con, mấy ngày hôm trước thì chúng tôi có đưa thông tin giá bơ bút giảm mạnh so với năm trước và hiện nay thì cũng đang vào cuối mùa. Không đâu nghe chị Quỳnh Loan, nếu như những năm trước bơ chỉ có vào mùa hè thì vài năm trở lại đây bơ gần như là được bán quanh năm, chứ không phải là cuối vụ là hết bơ. Đặc biệt là những giống bơ được nhân giống từ nước ngoài như là Hass, Gem, Pinkington. Thời điểm hiện tại thì đang vào mùa các loại bơ ngoại này cho nên là giá bơ ngoại khá là cao. Và nếu như cách đây một năm, một ký bơ Hass hay Pink có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một ký, thì hiện nay do diện tích nông dân trồng bơ tăng, số lượng bơ cung cấp ra thị trường lớn cho nên giá cũng đã giảm xuống, còn từ 30 đến 70.000 đồng một ký giá cổng trại. Hiện tại với mức giá như vậy, người nông dân vẫn thu về một khoản lợi nhuận khá cao do đây là thời điểm trái mùa. Hơn nữa, năng suất các giống bơ ngoại đạt cao, chất lượng ổn định, thời gian lưu trữ được lâu nên thị trường ưa chuộng. Đây cũng là những giống bơ có tiềm năng xuất khẩu trong tương lai. Vài năm gần đây, hàng chục hecta cây cà phê, chè và các loại cây trồng khác cho năng suất và chất lượng thấp đã được nông dân ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng chuyển đổi sang trồng thuần hoặc là trồng sen với các loại cây ăn trái được lấy giống từ miền Bắc. Trong đó thì có cam đường canh. Và việc chuyển đổi này đã làm đa dạng cây trồng ở Lâm Đồng, giúp người nông dân nâng cao được nguồn thu nhập từ nhiều loại cây trồng thay vì là chỉ chuyên canh rau, hoa, cà phê như là trước đây. Và hiện nay thì những cây cam này đã đơm hoa kết trái, tạo thêm nguồn lợi nhuận đáng kể và niềm vui cho bà con nông dân, nhất là trong những tháng cuối năm như thế này, hứa hẹn là một mùa vụ bội thu và một mùa Tết ấm no. Niềm vui nhà vườn trồng cam qua một vài hình ảnh thực tế được cộng tác viên ghi nhận như sau. Gắn bó với cây cà phê từ những năm đầu vào lập nghiệp ở vùng kinh tế mới, thôn Tân Lạc 3, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Nhưng dù thất, dù được nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Vậy là năm 2016, theo lời giới thiệu của bà con quê nhà, ông đem 1.000 gốc cam canh Hưng Yên vào, chặt bỏ 400 gốc cà phê để trồng cam và đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt với kinh phí chuyển đổi hơn 100 triệu đồng. Đến nay, một số cây đã cho trái bói, dự kiến mang lại năng suất 5 tấn cam cho vụ đầu tiên. Cái gì đi đầu ấy, thì nó cũng rất là cái khó khăn về cái kỹ thuật và cái chăm sóc hiểu biết về cái cây này nó rất là khó. Nhà ta gọi là cái cây này là cây khó tính mà. Thì mình cũng, cái gì thì nó cũng phải có cái quyết tâm. Đấy, mà cái mày mò tìm hiểu đến khi mình được ăn cái trái cam đường tại ở cái đất Lâm Đồng này, thì mình thấy chất lượng nó rất là cao, thì mình mới quyết định chuyển đổi. Vườn cam của ông Hiến trồng khá quy mô, hàng cách hàng, cây cách cây 2 mét. Được tưới nước, bỏ phân bằng hệ thống tưới tự động.
Ngoài nước tưới và phân bón, theo kinh nghiệm cổ truyền, ông còn dùng mật mía, sữa bò, đậu tương lên men để tưới cho cam. Bằng cách xử lý rễ, ông Hiến đã chia vườn cam làm đôi, một nửa cho thu hoạch vào vụ Tết âm lịch, một nửa cho thu vào tháng 6. Chủ yếu là mình làm nông nghiệp sạch hết, chứ không có là bảo vệ thực vật. Bởi vì cây này mà làm bảo vệ cái thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì lại xử lý không được. Hiện khu vực xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, nhiều người trồng cam đã trồng theo ông Hiến và cũng lấy giống từ vườn của ông và đã được hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật từ khi trồng tới khi có trái. Cà phê già cỗi này là tiếp tục là chú chuyển sang ba sào, trồng ba sào cái cam đường canh. Nhà cung cấp người ta sẽ thu mua mức thấp nhất là 30.000 đồng trên một ký, thì người ta tiêu thụ cho mình. Địa phương cũng là thấy được cái phát triển kinh tế, có giá trị kinh tế về cây cam đường này rất là cao, cho nên đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân cứ mạnh dạn và quyết tâm chuyển đổi để làm sao tăng thêm thu nhập, trồng sen, cây cà phê. Thì trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển qua trồng cây cam đường, thì đã mang đến cho bà con là cơ bản bước đầu là thấy được cái hiệu quả. Với 1.000 gốc cam, cho năng suất lúc cây còn non là 15 kg một cây đã có tấn rưỡi cam. Giá bán xô rẻ nhất là 30.000, một năm đã thu được 450 triệu đồng. Chưa kể cây cam sẽ ngày càng tăng năng suất, giá bán vụ Tết lại cao hơn. Theo bà con, trồng cam cho lợi nhuận gấp 10 lần trồng cà phê, lại lợi công chăm sóc. Có thể nói, chuyển đổi cây cam canh thay cho cây cà phê đã mở thêm một hướng thành công mới cho nông dân vùng đất cao nguyên Di Linh. Cái trái của nó thì mình làm một loại. Quy hoạch cơ cấu lại diện tích cây trồng phù hợp đã từng bước khẳng định được hiệu quả qua từng mô hình sản xuất. Và điều này, tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề ra mục tiêu hết sức cụ thể. Theo nghị quyết của tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững đến năm 2020, giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 170 triệu đồng một hectare một năm. Có 20% diện tích đất canh tác ứng dụng công nghệ theo tiêu chí mới đạt 35-40% giá trị sản xuất của ngành. Ít nhất là 50% sản phẩm công nghệ cao được tiêu thụ qua chuỗi thực phẩm an toàn. Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng định hướng đến năm 2025 có giá trị xuất khẩu đạt trên 220 triệu đồng một hecta một năm. Ít nhất 70% diện tích được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và bền vững. Trong đó, tập trung thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng các cơ chế chính sách, thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng tâm để thúc đẩy phát triển công nghiệp một cách toàn diện. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Đó, chị Quỳnh Loan thấy không, Lâm Đồng bây giờ thì không chỉ có rau, hoa, cà phê mà cây ăn trái cũng khá là nhiều rồi. Đó là những cái giống đặc thù, rồi nông dân còn mang những cái giống ngoài Bắc, miền Đông Nam Bộ, miền Tây về để mà đa dạng giống nữa. Vậy thì du khách bây giờ khi đến Lâm Đồng thì sẽ có được những trải nghiệm đầy đủ hơn. Và xin được kính chúc cho bà con làm ăn có hiệu quả. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc muốn tìm hiểu cây con giống mới, bà con và quý khán giả liên hệ về địa chỉ đang hiển thị trên màn hình.